Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với clip tiếp theo của Tuyên Tip Vlog. Clip hôm nay thì mình sẽ làm một cái thử thách với cái đầu của mình. Ok, mũ YouTube đeo. Hôm nay tôi sẽ làm một cái thử thách với đầu của mình, đó là tôi sẽ dùng thiết đầu công. Toát hết mồ hôi. Thiết đầu công mà tôi đã học được ở một phái... Thôi, bỏ qua hai tội, chả nhớ phái nào luôn. Mà tôi đã học được thiết đầu công và tối hôm nay tôi sẽ áp dụng vào thực tế các bạn nhé. Tôi sẽ phá hủy mọi thứ. Chính xác là phá hủy loại dưa, mọi loại dưa các bạn nhé. Mọi loại dưa bằng thiết đầu công mà tôi đã học được. Các bạn xem clip thứ hai thì nhớ like, subscribe, ủng hộ cho mình nhé. Và nhớ comment phía bên dưới nếu các bạn có một cái cảm nghĩ gì về clip của tôi nhé. Và nghiêm cấm các bạn không được làm theo dưới mọi hình thức. Không làm theo nhá, chỉ xem và hưởng thụ clip của tôi thôi. Vì tôi đã học được thiết đầu công. Ok, còn các bạn thì chưa nên nghiêm cấm để làm theo. Ok, và bây giờ thì tôi sẽ cho các bạn biết được tôi sẽ phá hủy những loại dưa như thế nào. Ok, đây là dưa lê. Dưa lê này thì là cho mọi người ăn nhiều đúng không? Rất ngọt. Nhưng hôm nay tôi sẽ thử phá hủy xem quả dưa lê này nó cứng hay là đầu tôi cứng nhá. Rồi, để đây. Tiếp theo đó là dưa chuột 20cm, hai quả đều 20cm, rất vừa bạn. Đó là hai quả dưa chuột mà tôi sẽ phá hủy. Và bây giờ sẽ là chùm cuối cùng, quất cuối cùng, cực khủng, cực mạnh, cực cứng luôn. Đó là, đây là dưa hấu các bạn nhá. Đây, quả dưa hấu này 2kg. Tôi méo hiểu vì sao mà nó lại cân được quả dưa hấu bé tí tí này 20kg. À thế nào, 2kg chứ. Có khi tôi bị lừa tầm khoảng tầm 5 lạng mất. Bé tí tí này cân 2kg. Ghê gớm. Ở đó, đó là những cái thứ mà tôi sẽ phá hủy ở phần sau của clip. Để... Ôi mấy không? Bây giờ tôi sẽ bắt đầu đi phá hủy từng quả dưa một. Đi thôi. Ok, và bây giờ là tôi sẽ phá hủy hai quả dưa chuột này đầu tiên. Bây giờ tôi sẽ dùng trước khi tôi phải bỏ mũ ra nhá. Tôi sẽ dùng hai quả dưa chuột này tôi để đây. Và sau đó tôi sẽ dùng đầu tôi gõ xuống. Ok. Đấy, tôi sẽ làm theo như thế để tôi có thể phá hủy tất cả các loại dưa. Đầu tiên sẽ là hai quả dưa chuột. Ok, bây giờ tôi sẽ bắt đầu thử thách phá hủy một quả dưa chuột đầu tiên. Còn một quả nữa để tí tiếp theo nhé. Luyện công các bạn. Phết các bạn. Thôi, không nói nhiều nữa. Bây giờ tôi sẽ phá hủy các bạn nhé. Phá hủy con dưa chuột này bằng thiết đầu công. Vãi cái trường các bạn. Cuối cùng thì tôi đã phá hủy được. Khá ngọt. Có vẻ như quả dưa chuột này đơn giản quá các bạn. Bây giờ đến quả thứ hai các bạn nhé. Quả này tôi sẽ dứt khoát hơn, tôi sẽ làm một phát ăn luôn. Không như quả trước tôi còn phải thăm dò xem nó cứng như nào để tôi ước lượng các bạn. Ok, bây giờ tôi sẽ phá hủy quả này trong một chút nha. À. Vỡ rồi các bạn, bét nhà luôn.
bọn này không ăn được, bọn này nó rơi xuống nó dính đất luôn các bạn, vẫn loa được, không ăn được. Ok, màn thử thách đầu tiên của tôi đã xong, bây giờ tôi sẽ đến thử thách tiếp theo, đó là tôi sẽ phá hủy quả dưa lê. Quả dưa lê này không biết nó cứng hơn quả dưa chuột hay là nó mềm yếu hơn quả dưa chuột thì tôi không biết, nhưng mà chúng ta hãy cùng thử nhé, cùng đi theo xem. Tiếp theo. Ok, ở đây thì chỉ có một quả dưa lê thôi, nên là tôi sẽ phá hủy xem. Một lần duy nhất các bạn hãy chú ý, một lần duy nhất, không có lần làm lại tiếp theo đâu nhá. Tại vì ly làm lại không có dưa nữa đâu. Ok, bây giờ cắt cái đúng mình đi. Ui, cúm nó đáng vãi trưởng các bạn. Ok, bây giờ sẽ là đến tiết mục phá hủy dưa lê. Ok, phá hủy dưa lê này ui ngon quá các bạn. Ok, phá hủy nhá, tôi sẽ ướm nữa các bạn, xem lại một lần nhá. Ok, 1, 2. Wow, lát tương các bạn ạ. Có vẻ như quả dưa lê này dễ hơn. Ngọt tuyệt vời các bạn. Quả dưa lê này nó dễ hơn quả dưa chuột nữa các bạn ạ. Tại vì bên trong nó rỗng nên là nó dễ hơn quả dưa chuột kia. Thế mà tôi tưởng nó cứng hơn cơ. Ngọt cực kỳ luôn các bạn. Ui, cay hết mắt rồi các bạn. Cái nước của dưa lê nó chảy vào mắt, cay quá. Ok, vậy là đã xong thử thách tiếp theo, thử thách thứ hai. Và bây giờ sẽ là thử thách cuối cùng, cũng là thử thách cam go nhất. Chiến binh dưa hấu. Thử thách này tôi nghĩ là sẽ rất là khó khăn đấy các bạn, rất là cứng. Các bạn nhớ nhá, xem video thấy hay nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh của mình để có thể làm nhiều clip tiếp theo hay hơn và thú vị hơn nữa nhé. Bây giờ không có nhiều nữa thì mình sẽ thử thách tiếp theo, mình sẽ hoàn thành thử thách tiếp theo, đó là phá hủy chuột bót quả dưa hấu này. Đây là quả dưa cứng nhất trong ba loại vừa rồi, nhìn ớn thế các bạn, đau lắm đấy. Đâu sao tôi đào thiết đấu công nữa mà, tôi sợ gì ai, tôi sợ gì mấy quả dưa đấy. Thiết đấu công của tôi là vô địch thiên hạ. Nhưng mà vẫn sợ quá. Sợ lắm các bạn ạ. Vì các bạn, tôi sẽ làm thử thách này. Tôi sẽ hoàn thành thử thách này. Ok, không nói nhiều nữa, bây giờ tôi sẽ thử. Đau quá. Không sao. Quyết tâm. Ok, bắt đầu nhá. Thank you.
Quả thực là nó cứng hơn tôi tưởng ấy. Đập thêm nó chưa hề hấn gì luôn. Ok, tôi sẽ thử làm lại. Bây giờ tôi sẽ cố gắng đập, tôi sẽ giữ này để cho nó không trượt được đi nhé. Không ăn thua gì luôn các bạn ạ. Nó chỉ hơi mọp tí vào nó không vỡ được. Ô, tôi sẽ thử lại một lần nữa. Ui đỏ 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 chán rồi này. Không vỡ được luôn. Bây giờ tôi thử lại một lần cuối cùng. Nếu không được thì tôi sẽ dùng dao tôi chém lát nó ra luôn. Tôi tin lần này tôi sẽ làm được các bạn nhé. Cố lên. Vỡ rồi các bạn ạ. Ai dạ. Ok. Ai dạ. Cuối cùng thì nó cũng vỡ được các bạn ạ. Ngọt quá. Cuối cùng thì nó cũng vỡ rồi. Mà bét lên hơn. Nhìn đầu tôi đau quá các bạn. Ủa các bạn nhìn thấy không? Đỏ hết đầu lên rồi. Đỏ hết chán lên luôn rồi. Đúng là quả dưa hấu này cắn thật. Căng. Nhưng mà không sao, tôi cũng đã hoàn thành được thử thách hôm nay của mình. Tôi đã dùng hết đầu công của mình phá hủy mọi thứ, mọi loại dưa. Các bạn xem video thấy hay thì nhớ ủng hộ mình một sub, một đăng ký kênh nhá. Để cho mình có thể có thêm động lực để có thể làm nhiều clip hơn nhá. Ok. Rồi, clip của mình kết thúc ở đây. Xin chào các bạn. Và hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo nhé. Nhớ đăng ký và bấm chuông để nhận xem những clip mới nhất của mình nha. Bye bye.